Đạo diễn Mạch Điền, biên kịch Dương Thư Tịnh, với sự tham gia của các diễn viên Trần Bách Dung, Dư Dương Long, Dương Siêu Văn, Khu Thiện Thụy, Tôn Tuyết Ninh, Dương Trí Văn cùng một số diễn viên khác. Không được xem phim nếu không có sự đồng ý của người lớn. Đẹp trai quá, yêu quái tử quán, ai yêu cầu trước? Có tôi đại nhân, tôi muốn nhuộm từng mảng tóc, tôi muốn biến thành cá coi. Được thôi. Biến hình thật kìa. Đa tạ đại nhân. Lợi hại quá. Đại nhân, lần trước kính trụ ngài bị ngài cử tuyệt. Lần này tôi muốn nói với ngài một câu tâm tình với tôi. Huynh đệ cá đầu to, cả đời này tôi sẽ không biến đệ thành cá khô đâu. Dòng do quá. Nào, tôi sẽ uống ly này. Phù vũ đại nhân, tôi muốn sinh khỉ con. Sinh khỉ con? Người xác định loài của cô có thể kết hợp với loài khỉ sao? Tôi mặc kệ, tôi muốn sinh khỉ con. Đi đi. Đa tạ đại nhân. Đồng ý rồi kìa. Phù vũ đại nhân hay quá. Phù vũ đại nhân. Yêu quái tủ quán. Đại nhân, hiếm khi có người gặp chúng ta mà không trốn không sợ, còn tốt bụng giúp đỡ nữa. Đại nhân có cảm thấy hơi cô độc khi không thể nói chuyện với hắn không? Lời có thể nói ra có lúc không phải là lời thật lòng. Lời không nói ra, tất cả đều nằm ở ánh mắt. Có thể nói chuyện quan trọng lắm sao? Cạnh tranh ở yêu giới rất khắc nghiệt. Tiền dễ kiếm như thế sao? Ngươi đã làm gì với ta? Đâu có gì, chỉ là hút thuốc uống rượu, uống tóc cho cá yêu. Hết rồi à? Hết rồi. Người có muốn nuôi khỉ con không? Nếu muốn, ta có thể kiếm thêm một chút nữa. Đi đâu rồi nhỉ? Đại nhân, có sương mù rồi. Sương mù nào? Đợi chút. Ngài nghe đây, hôm nay lúc ta trở về thì thấy ở trong biệt viện có sương mù. Sau đó ta đến tìm ngài, ngài không có ở đây. Ta lại trở về quan sát tình hình, cho đến khi cách đây 2 giờ sương mù đã tan. Tan rồi. Sương mù này rất kỳ lạ. Hình như cố tình chọn lúc đại nhân không có đây để đến vậy. Lúc có sương mù, ngươi phát hiện việc kỳ lạ gì không? Đây là thù lao của ngươi. 4 thứ mà ngươi cần đều ở trong này. Đa tạ đại nhân. Thế thì ta trở về tiếp tục quan sát nhé. Đi đi. Tên thư sinh ngốc này không hề biết thứ trong đó quý giá đến mức nào. Tại sao ngươi giúp hắn? Đây là người hay yêu. Thì ra là thế. Hắn không phải là kẻ xấu. Người trong bức tranh càng không phải là yêu. Tình bằng hữu thâm giao, tại sao không giúp chứ? Xem ra con bướm yêu ngàn năm đó không đơn giản. Thank you.
vất vả cho huynh đài rồi. Tại hạ là Trùng Dân, trùng trong mưa gió, trùng dương ôm nỗi lòng, dân trong chỉ thấy mây chiều ở Thành Long. Tại hạ là Đỗ Khê, Đỗ trong Đỗ Quyên qua nở, xuân sắp hết, Khê trong biết được rồng bay qua năm suối. Trùng Dân, Đỗ Khê, tên chúng ta kết hợp lại chính là suối chảy nghe mưa rơi, mộng tưởng mấy tầng mây. Đỗ huynh thật tài hoa, đáng tiếc không có rượu ngon, nếu không lương thần mỹ cảnh này nhất định sẽ uống thỏa thích. Việc này không khó. Trùng Dân huynh, huynh không đi ra ngoài, tại sao lại có nhiều thứ quý giá thế này? Thứ trong tranh đấy, đối với thế nhân đó chỉ là bức tranh, nhưng với ta, sơn hà xã tắc đều ở đó, mọi thứ đều tồn tại, nếu ta muốn có thể lấy chúng ra. Cho nên người xưa từng nói, thần nữ trong tranh liền hạ phàm, một cười quay đầu trăm mê lý, thì ra cũng là thật sao? Xem ra Đỗ huynh không mê công danh, chỉ nhớ cái đẹp. Trùng Dân huynh chê cười rồi. Tại hạ chỉ là thư sinh nghèo khó, tiểu thư nhà nào dám phó thác chứ? Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là được thứ hạng cao trong thi cử, vì chúng sinh thiên hạ phụng sự. Trong lòng có chí lớn, trong mắt có núi non, lần này Đỗ huynh ắt thành công. Đúng rồi, Trùng Dân huynh, ta có chút tò mò nên muốn hỏi huynh, huynh với hai vị cô nương bên cạnh là loài nào trong quỷ hồ tiên quái? Không giấu Đỗ huynh, ta được danh Gia Họa, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dần dần hình thành nhân dạng. Nếu như muốn phân loại, chúng ta ắt là linh vật. Linh vật? Ta sinh ra dưới bút mực, là linh vật của bút mực. Huynh có ước muốn gì? Tâm ý của Trùng Dân huynh tại hạ rất cảm kích, nhưng tại hạ muốn tự mình giúp mình và giúp người. Đúng rồi, Đỗ huynh giúp ta tô màu, đầu bút đã bị mòn, ta dùng cành liễu trong bức tranh làm ra cây bút thân liễu để tạ lễ. Đa tạ Trùng Dân huynh. Lần này tại hạ nhất định dùng cây bút này để thi, sẽ không phụ lòng huynh. Vậy huynh phải ôn tập thật kỹ, ta sẽ không đến làm phiền huynh. Đợi huynh khải huyền trở về, chúng ta sẽ uống rượu thỏa thích. Được. Ra đường chẳng hận không tùy tùng, trong sách xe ngựa nhiều vô khối. Lấy vợ chẳng hận không người mối, trong sách tự có người như ngọc. Từ huynh, sao huynh lại tới đây? Nào mời vào. Dương Sơn biệt diện. Ta không vào đâu, có vẻ rùng rợn quá. Còn 3 ngày nữa là đến đợt thi cử, ta cảm thấy căng thẳng nên mới ra ngoài đi dạo, sẵn tiện đến thăm huynh xem huynh chuẩn bị thế nào. Ta chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong bút mực, giấy, nghiên bút, còn tâm trạng tùy cơ ứng biến nữa. Đỗ huynh bây giờ còn có thể nói đùa, hẳn là rất tự tin. Không giống ta, ta thuộc hai câu lại quên cả hàng, ước gì có người thi giúp ta. Đỗ huynh, ta có nên bảo phụ thân cho ta một chức quan không? Huynh thấy sao? Huynh đừng suy nghĩ những thứ kỳ quái này. Bỏ công sức thì mới là của mình, bản lĩnh cũng thế. Được rồi, ta phải về đây. Ta cũng trở về ôn bài.
thì giúp vào. Ai có thể nhỉ? Ta thấy gần đây ngươi rất rảnh. Hay là tổ chức nhà giảng sự thêm lần nữa? Ta đang nghĩ tên thư sinh đó nói đúng. Con bướm yêu ngàn năm có thể đang tránh ta. Tại sao bà ta lại tránh ta nhỉ? Trên đời này còn ít yêu quái tránh ngươi sao? Ngươi nghĩ xem, lúc Trợ Bình bị Khúc Giang yêu quá có sương mù, lúc Tốc Tốc yêu quá có sương mù, đại ca của Lập Lẫm yêu quá cũng có sương mù, Phù Hoa và tên Phước Địa Linh lúc đạt thành khế ước cũng có sương mù. Nếu như đây không phải là trùng hợp mà có liên quan đến con yêu quái trong sương mù thì sao? Những việc ta gặp phải, nếu như là do con yêu quái đó sắp đặt thì sao? Cho nên ý ngươi là con yêu quái sương mù đó cả ngày trời chẳng làm gì mà chỉ đi theo ngươi thôi. Không hợp lý, nó điên rồi sao? Đúng là không hợp lý. Kẻ mà cả ngày chẳng làm gì cứ đi theo ta chẳng phải là ngươi sao? Trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc. Không, ta chỉ cầu trong sách có thiên binh vạn mã thì mới hợp ý của ta. Tại sao hôm nay náo nhiệt thế? Công tử, ta đến đây thăm thân nhưng lại lạc đường, trời đã tối rồi, không biết ta có thể. Được chứ. Cô nương muốn ở đây bao lâu cũng được. Công tử, chàng anh tuấn tiêu sái, tính cách lại lương thiện, Yano đã gặp được người tốt rồi. Đêm hôm khuya khoắt cô nương đi lại ở bên ngoài sẽ không tốt, nàng đến đây ở nhờ là đúng rồi. Công tử, ta thật sự càng lúc càng thích chàng. Đây là nhà của ta, nếu ngươi muốn ở nhờ mà không hỏi chủ nhân sao? Ngươi lại đi hỏi khách trọ, như thế hợp lý sao? Con chim sẻ ở đâu ra thế này, cút đi, đừng ngăn cản chuyện tốt của ta. Nếu thật sự ngăn cản thì sao? Đỗ huynh, Đỗ huynh, Trùng Dân huynh, ta lúc nãy ta lúc nãy ngươi suýt bị hồ ly tinh câu hồn phách rồi. May quá, nữ hồ tiên này quả nhiên lợi hại. Lúc nãy ta còn nghĩ xong cả tên đứa bé rồi. Đa tạ Trùng Dân huynh, xảo âm cô nương. Nếu không nhờ hai vị, hôm nay tại hạ e rằng chuyện nhỏ thôi, ngày mai còn phải thi cử. Đỗ huynh nghỉ ngơi sớm nhé. Thật ra các người có thể hiện thân cứu giúp ta vào lúc nguy cấp, thật ngưỡng mộ. Sao cơ? Không có gì. Ta vào ôn bài nhé. Một tháng sau, Lâm Bá Bá, phụ thân ta nhờ ta hỏi ngài, lần này ngài chủ trì đợt thi quyện có thu hoạch được gì không? Lâm học sĩ chủ khảo quan thi quyện, nếu có thì có một người tên là Đỗ Khê, văn chương tài hoa, học vấn uyên bác, chí tại thiên hạ, rất tốt. Đỗ Khê. Lâm Bá Bá, cha ta bảo ngài là học sĩ, ít khi về quê, cho nên ông ấy đã tự quyết định giúp ngài lau chùi tổ trạch. Trong lúc quét dọn, phát hiện một cái hộp, trong đó có ít châu báu. Cha ta lo lắng để ở chỗ cũ không tiện, cho nên nhân dịp thi cử này mang đến trả cho Lâm Bá Bá. Nhiều năm không gặp, ông ấy vẫn nhớ lau dọn giúp ta. Từ lão đệ quả thật có lòng quá. Hiền chắc, ngươi ngồi đi. Lâm Bá Bá, không biết lần này chắc nhi thi cử thế nào? Văn chương tài hoa, học vấn uyên bác, chí tại thiên hạ. Rất tốt. Huynh thi cử thế nào?
Ta có một chuyện không hiểu. Ta và hai vị đồng liêu cùng đi xem bản. Trên đường đi có một người rất tự tin nói rằng hắn sẽ đổ đầu, còn ta sẽ bị rớt. Nhưng kết quả thì ngược lại. Lúc đó hắn nổi giận, còn nói là ta đã ra tay quấy phá. Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Là ta ra tay. Cái gì? Huynh, xin lỗi, thất lễ rồi. Trùng Dân huynh không phải là kẻ cơ hội. Huynh làm thế ắt hẳn có nguyên nhân. Huynh tin ta chứ? Ta sinh ra dưới bút mực, có thể thao túng bút mực. Đây là năng lực của ta. Huynh dùng cây bút thân liễu ta tặng để viết, ta có thể cảm nhận được sự biến hóa. Ta phát hiện ra kẻ mạo danh huynh, ta liền đổi lại bằng tên của huynh. Tuy ta không giết thay huynh viết ra nỗi lòng của mình, nhưng ta có thể để chân tướng trở về chỗ cũ. Đa tạ huynh đã tin ta. Tiểu sinh thật may mắn khi gặp được Trùng Dân huynh, được bằng hữu như thế bảo vệ. Việc này ngay cả nằm mơ ta cũng không nghĩ đến. Nhưng về nhân tình thế thái, tuy ta là người nhưng lại không bằng huynh. Thời gian ở trong tranh chẳng đếm nổi ngày tháng. Việc thế này ta thấy nhiều rồi. Nhưng huynh tâm tính lương thiện, ngay sau khi tha hương nhậm chức, đừng để người khác tính kế dễ dàng. Trùng Dân huynh, ta thật may mắn khi quen biết huynh. Không biết lần tạm biệt này khi nào mới có thể gặp lại. Uống ba chén tâm đầu ý thuận, năm núi kia đánh bật nhẹ không. Tháng sau là tiết Trùng Dương. Hay là chúng ta hẹn nhau vào tiết Trùng Dương nhé. Hẹn vào tiết Trùng Dương. Tiết Trùng Dương năm sau chúng ta gặp lại. Huynh cứ đến đây, chúng ta không say không về. Chọn chữ tính. Lời này đã định. Đúng rồi. Sao ta không thấy Sảo Âm và Sảo Nhạc? Bình thường bọn họ cứ huyên thuyên mãi, rất ồn ào. Lúc này lại không thấy ai cả. Bọn họ không muốn nói lời từ biệt nên đã trốn rồi. Xem ra họ rất quý huynh. Ta đã hỏi thăm được rồi. Hôm mà ta nhậm chức là thôn Ngô Sơn, tuy hơi xa nhưng cũng chỉ mất vài ngày đường. Trùng Dân huynh, ước hẹn mỗi năm vào tiết Trùng Dương, không gặp không về. Được chứ? Không gặp không về. Không gặp không về. Đợi chút. Đây là giấy tuyên được ta làm từ vỏ cây thanh đàm và cỏ ở ruộng cát. Huynh dùng bút thân liễu viết chữ lên đó, ta sẽ nhận được. Tuy rằng không thể gặp, nhưng nhìn chữ như thấy người. Đại nhân, sao người không nói với hắn? Sau tiết Trùng Dương năm sau, ngài sẽ phi thăng. Sau đó hai người sẽ không thể gặp lại. Thôn Ngô Sơn. Trùng Dân huynh, thôn Ngô Sơn tuy hẻo lánh, sản vật hiếm hoi, nhưng người dân thuận hậu, đất đai màu mỡ. Trùng Dân huynh, nơi này rừng cây rậm rạp, giả thú khắp nơi, cho nên người dân săn bắt thú rừng nhiều để làm kế sinh nhai. Nếu cứ kéo dài, sẽ có nhiều người bị thương. Trùng Dân huynh, sau khi nhậm chức, ta sẽ ban hành chính sách mới, giảm bớt việc săn bắn, chú trọng canh tác, trồng trọt lúa mạch, hy vọng người dân có vụ mùa phong phú. Trùng Dân huynh, nhìn chữ thấy người, lúa mạch mọc nhiều, có thể ủ rượu.
Vào cái hẹn trùng dương, ta sẽ mang một giò rượu lúa mạch do chính tay ta ủ đến. Chúng ta thỏa thích nâng chén. Phụ Vũ đại nhân có về không? Yêu quái đủ quán không phải là nhà hắn. Trở về gì chứ? Hắn có chân thích đi đâu thì đi. Ngày ấy đã đi một năm rồi. Ngày ấy không từ mà biệt, bật vô âm tín. Bạch Kỳ đại nhân, ngài thật sự không lo sao? Ta thấy người đúng là bị bệnh xà tinh. Hắn là trúc yêu sư, ta là yêu. Ta lo cho hắn làm gì? Cái chạch nhỏ, 10 tháng trước, đợi ta bắt được tên yêu quái trong sương mù, sẽ quay về đây cùng ngươi kinh doanh tủ quán này nhé. Ngươi muốn tham gia hả? Đừng. Chỉ bằng việc tặng bảo vật cho tên thư sinh ngốc không quen biết đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá sản. Quân tử giúp người làm điều tốt đẹp, ngươi không hiểu đâu. Phải, ta không hiểu. Ta chỉ hiểu hôm nay có rượu, hôm nay say. Cá chạch nhỏ, ta cảm thấy con yêu quái trong sương mù rất nguy hiểm, nên muốn tự xử lý, đợi ta về cùng nhau uống yêu bất túy. Đại nhân, sao người đến đây? Đại nhân, ta biết ngài đã gặp Đỗ Khê, nên muốn đại nhân giúp ta một việc. Xin đại nhân đưa cho Đỗ Khê. Tại sao ngươi không tự làm? Sắp đến tiết trùng dương, có câu nói: chuyện trần gian dễ mấy khi cười, dắp đầy hoa cúc bước chân về. Rừng sương mù. Phụ Vũ đại nhân. Chỉ là chú trọng, 为何只是又是迷惑。